Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, sau khi Thạch Hạo dẫn đủ 3.000 ngọn lửa thiêu đốt bản thân thì gặp phải cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Liên tiếp xuất hiện những thân ảnh nắm giữ từng bảo thuật tối cao của hắn. Đại chiến rất kịch liệt, Thạch Hạo lấy ra một địch bốn, mỗi người đều chẳng hề kém hắn là bao. Thậm chí ở trong lĩnh vực bảo thuật thì bốn người này còn thể hiện ra vẻ hoàn mỹ cực điểm, không gì sánh được. Phong ấn, mở! Thạch Hạo hét lớn, chí tôn huyết trong cơ thể của hắn sôi trào. Hắn diễn biến ra bí mật trời sinh, hòng tiêu diệt bốn đại cường giả này. Thượng thương chi thủ quấn chặt lấy luân hồi, đồng thời hắn còn phát hiện ra một luồng thủ văn thứ ba đầy kỳ lạ đang tiến vào. Đây chính là lá bài tẩy mà hắn dựa vào. Hắn từng quan sát, từng lý giải và từng tìm hiểu, thế nhưng cuối cùng chỉ biết chọn cách phong ấn mà thôi. Lúc hắn không có đốt lên 3.000 ngọn lửa thì đã vận dụng loại sức mạnh này. Quả nhiên, bởi vì từng phong ấn cho nên hiện giờ địch thủ cũng không thể hiện ra loại áo nghĩa này. Hiện giờ, hắn sử dụng xé rách hư không, ánh sáng bao phủ thiên địa. Bụp, người nắm giữ phù văn luân hồi bị một luồng thánh quang cắt lìa đầu lâu, máu tươi xối xả, trấn áp toàn bộ. Thạch Hạo hét lớn, toàn lực xông về trước không giải quyết những thứ không rõ và kỳ lạ này. Lôi động cửu thiên, sinh linh nắm giữ bảo thuật lôi đế, mặc một bộ giáp trụ, loang lỗ nghĩ xét vận dụng đòn đánh mạnh mẽ nhất của mình. Được xưng là bí thuật cấm kỵ lôi đế, từng tia chớp đang dệt khói đen ngưng tụ giữa trời cao, nguyên tố lôi đạo bản nguyên nhất trong thiên địa bên trong những đám mây nơi xa bị dẫn dắt và muốn diễn biến thành lôi kiếp. Thạch Hạo giết tới, nhiệt huyết dâng trào, chiến ý ngập trời. Vừa nãy đã chặt lìa đầu lâu của sinh linh nắm giữ luân hồi, nhưng hiện giờ lại đối mặt với một người sử dụng lôi đế thuật. Hắn bật nhảy đứng sừng sững trong hư không tăm tối, mặc cho tia chớp đang dệt, hai tay của hắn vẫn cứ kết ấn, sau đó một chưởng đánh thẳng về trời cao, còn một chưởng khác thì vỗ xuống bên dưới nhằm về sinh linh đang diễn biến lôi đế thuật kia. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ chọn cách lấy cứng đối cứng. Cơ bản không hề tránh né. Trong hư không, khói đen không rõ kia cũng không thể thay cho mây đen được, mà những áng mây tụ nơi xa lại cách một khoảng, nên một chưởng này của Thạch Hạo đã khiến cho hư không sụp đổ. Thế nhưng cũng có một luồng ánh bạc to lớn bổ mạnh xuống, đó chính là hội tụ của nguyên tố lôi đình. Trên người của Thạch Hạo hiện lên phù văn lôi đạo hóa giải ánh chớp này, đồng thời đánh một chưởng càng lớn hơn, đi kèm là áo nghĩa vô thượng của bảo thuật, bản thân nhằm về phía sinh linh ở bên dưới. Bụp! Người đứng trên mặt đất kia không thể tránh né được, bởi vì hoa văn thần bí không ngừng lan tràn trong hư không, chúng sáng rực tựa như mạng nhện dày đặc hạ xuống và niêm phong tất cả mọi con đường, cho nên hắn chỉ có cách đỡ trực diện. Kết quả máu phun xối xả, thân thể bay ngược ra sau. Chém! Thạch Hạo quát lớn, hai mắt hình thành nên phù văn thiên nhãn võ đạo, tựa như là hai con chân long ập ra. Lập tức tất cả mọi quỹ tích của người kia đều in dấu trong tâm thần và sớm nhìn ra những động tác tiếp theo của đối thủ. Trong lòng bàn tay của Thạch Hạo ngưng tụ thành hoa văn đầy phức tạp, ký hiệu thượng thiên cùng phù văn luân hồi ngưng tụ cùng nhau. Bên trong thứ này còn có loại thần văn thứ ba. Đòn đánh này tỏa ra sự mạnh mẽ lạ thường, khiến cho cả cánh tay của Thạch Hạo đều lấp lánh tựa như thánh kiếm hoàng kim, cứ như là cánh tay của chân tiên rọi sáng cả bầu trời. Hắn vung mạnh xuống dưới, người nắm giữ bảo thuật lôi đế kia vốn đã bị thương nặng nên quỹ tích cùng hành động đều bị nhìn thấu, động tác tiếp theo đều có thể đoán ra. Khi gặp đòn đánh này thì khó mà đỡ được, sinh linh này cũng bị chém giết, đầu lâu bay vút trong hư không rồi nổ tung hóa thành mưa máu, thi thể không đầu lại nhào ngay đương trường. Quá biến thái, lại giết thêm một tên nữa. Phía sau đám tà vũ sinh khiếp sợ, bí thuật này của Thạch Hạo sắc bén mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Trên thực tế, dù là Thạch Hạo cũng chưa hề chạm hết môn chí tôn thuật mới sinh ra này, thứ này cũng chỉ mới bắt đầu diễn biến, vẫn còn ở giai đoạn phát triển chưa hề định hình. Cho tới lúc này, hắn mới phát hiện thuật này có thể ngưng tụ cùng với luân hồi và thượng thương, có thể giúp cho sức mạnh tăng gấp bội. Chuyện này quả thật có chút kinh người. Còn một nửa nữa. Thỏ nhỏ lớn tiếng nói, cặp mắt hồng trừng to, cẳng chân nhảy đầy kích động và hân phấn, sắp thành công rồi, sắp chiến thắng thứ kỳ lạ và không rõ này. Sinh linh nắm giữ thượng thương kiếp quang liều lĩnh bắn ra từng tia ánh trắng tới nơi đây, còn sinh linh hình người công bằng bị phá nát thân thể kia cũng bò dậy đánh lại. Kết thúc đi, Thạch Hạo hét lớn, thân thể phát sáng diễn biến ra pháp môn thông thiên động địa, một tay tiếp dẫn lôi vân đang dần tán loạn ở giữa trời cao, còn một tay kia thì kích về phía dưới. Hắn cũng triển khai bảo thuật lôi đế, mượn nhờ nguyên tố lôi mà sinh linh vừa nãy đã để lại, tựa như hai người cùng nhau hợp lực vậy. Lôi điện vạn trượng hạ xuống, một cánh tay khác của hắn đang giơ lên cao rồi nắm chặt lấy ánh chớp, đồng thời bổ mạnh về phía hai sinh linh kia. Hai đại cường giả đều cháy khét, tuy rằng chưa chết thế nhưng đều bị chấn bay, thân thể khét lẹt, lôi điện văng vọng tán loạn khắp toàn thân. Thạch Hạo vỗ mạnh cặp cánh công bằng rồi đuổi theo sau, tiếp đó vận dụng chí tôn thuật trời sinh của chính mình, phù, hắn đi sau nhưng lại tới trước, xuyên thủng thân thể của hai người phía trước. Nơi đây trở nên yên tĩnh, những tảng đá trên đường đi đều dính đầy máu, cũng không phải là màu đen mà lại là màu đỏ sẫm, trong tràn trề sức sống hoàn toàn khác với dĩ vãng. Thành công rồi, cứ thế bước ra bước kia, đã thần thạch kêu quá dị. Ta tận mắt nhìn thấy một hồi thần tích, ta vũ sinh réo lên, tâm tình có chút lâng lâng, bởi vì từ xưa tới nay tuyệt đại sinh linh đều đã chết sạch chứ không hề thành công, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy một kỳ tích như vậy, quá tài hoa. Thỏ nhỏ chớp chớp cặp mắt khen ngợi không dứt, vì sao có đen lại không có tảng đi thế. Thanh y tuy đang vui mừng nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, khi nhìn thấy dị thường kia thì vội vàng nhắc nhở. Trên thực tế không cần nàng nói thì Thạch Hạo đang đứng giữa trường kia cũng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Chiếc đèn bằng ly trong hư không kia cũng chưa có tán đi, cũng chưa hề biến mất, mà gần đó khói đen càng thêm nồng, kèm theo vẻ ngột ngạt còn có chút kinh khủng
tựa như là sương mù trước vực sâu. Khi làn sương mù này bị thổi tan thì đi sẽ lộ ra chân tướng đầy dữ tợn. Đột nhiên những huyết nhục trên mặt đất chợt tổ hợp lại, chớp mắt bốn đại sinh linh đã ngưng tụ lại cùng một chỗ và hóa thành một con sinh linh hoàn toàn khác, cánh cung bằng gian rộng, lôi điện lượn quanh thân thể, phù văn luân hồi nằm đầy thân thể, ánh sáng thượng thương trùng khít với hai tay. Ngoài ra còn có một loại hoa văn hoàn toàn khác đang hình thành trên cơ thể của kẻ này. Hả? Thạch Hạo khiếp sợ, đó chính là chí tôn thuật thứ ba mà hắn vừa mới mở phong ấn và thể hiện lúc nãy, thế nhưng hiện giờ đối phương lại nắm giữ được. Điều này khiến hắn sởn cả gai ốc, quá nhanh, việc này tương đương với việc hắn chẳng còn bí mật gì nữa. Trong cõi u minh kia có thứ gì, chẳng lẽ có thể hiểu rõ toàn bộ bảo thuật trong thiên hạ? Chỉ cần vừa nghĩ tới thôi đã khiến thân thể người ta lạnh toát, nội tâm bất an. Giết! Thạch Hạo giết tới, dùng toàn lực ứng phó ngăn chặn con sinh linh này, đồng thời đốt sạch những thứ còn sót lại ở nơi ấy. Hắn hy vọng bảo thuật của bản thân sẽ không bị tiết lộ nữa. Chỉ là hắn lại cảm thấy chỉ phí công mà thôi. Mặc dù liều mạng giết con sinh linh này thì luôn sức mạnh thần bí kia hơn phân nửa đã hiểu thấu đáo toàn bộ rồi. Hai bên giao thủ, Thạch Hạo liều mạng không hề cho tên này có cơ hội diễn biến tới cực hạn. Hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn, hư không mờ mịt không ngừng uốn éo chém giết tới mức nơi đây đổ nát, phù văn và pháp tắc sức mạnh không ngừng đan dệt kinh khủng vô biên. Thạch Hạo đầm đìa máu tươi, hắn đã bị thương không phải là nhẹ, thế nhưng sau mấy trăm lần va chạm thì hắn đã giết chết được tên sinh linh kỳ lạ kia, sau đó dùng đạo hỏa do 3.000 hoa văn đan dệt lại đốt sạch kẻ này. Dù nói gì thì hắn vẫn phải thử nghiệm việc xóa sạch vết tích để phòng ngừa tiết lộ tất cả của bản thân. Sau đó bắt đầu tẩy rửa khói đen, đồng thời chém về phía đèn cổ trong hư không kia. Bỗng nhiên đèn cổ vang khẽ rồi cứ như là chiếc gương, nơi tiệm đèn đang chiếu lại cảnh tượng quyết chiến vừa nãy, còn nó thì nằm về nơi xa hồng rời khỏi. Thành công rồi, thứ kỳ lạ kia cũng đã chạy rồi, thỏ nhỏ hưng phấn kêu lớn. Thế nhưng vẻ mặt của Thạch Hạo lại đại biến, chuyện mà hắn lo lắng nhất lại xảy ra. Hắn không còn chút bí mật gì nữa, tất cả đều quy tắc thần bí ở đây cuốn lấy chiếc đèn cổ hồng bỏ trốn. Thạch Hạo không có thời gian để xem thương thế của bản thân, cứ thế dùng sức đuổi theo. Hắn muốn xem nơi ngọn nguồn của thứ này là như thế nào và cũng muốn đánh nát đèn cổ kia. Thì ra cũng không phải là hiểu rõ toàn bộ, người cần đèn chiếc cổ này mang về sau đó mới quan sát và hiểu rõ được, hắn tự nói. Thạch Hạo hét lớn, tay cầm chiến kích hư không bật tung lên trời cao, chém thẳng về phía chiếc đèn bằng ly kia. Thứ này phát ra ánh sáng kỳ lạ, đồng thời xoay tròn, còn tim đèn thì càng thêm sáng rực hơn, chiếu rọi toàn bộ huyết nhục của Thạch Hạo, khiến hắn tựa như trở thành trong suốt vậy. Ngay cả ngọn lửa thần bí đang ngủ yên nơi sâu nhất trong cơ thể của Thạch Hạo cũng hiện hình. Ngọn lửa này cũng đã bị ánh sáng kia soi sáng, thế nhưng cũng chính vì thế mà đèn cổ run rẩy rồi mờ đi, nó nhanh chóng trốn đi xa, tựa như cảm giác được chuyện chẳng lành. Xoẹt một tiếng, một ngọn ánh lửa to bằng nắm tay từ trong cơ thể của Thạch Hạo lao ra ngoài. Thứ này do các ký hiệu tạo thành, nó lao nhanh về trước đuổi theo đèn cổ kia. Một tiếng giòn tan truyền tới, chiếc đèn kia rạn nứt hóa thành một mịn. Cùng lúc đó chùm lửa kia bao phủ cả thiên địa, chúng lượn lờ khắp nơi, hồng đốt sạch những tàn dư của làn khói đen kia. Là sao thế? Hiện giờ đã thành công hay chưa? Sẽ không còn chuyện gì phát sinh nữa chứ? Tên mập Tà Vũ Sinh cùng với Thanh Y đuổi tới, lúc này lộ vẻ kinh ngạc. Chùm lửa kia hạ xuống rồi tiến vào lại trong cơ thể của Thạch Hạo, từ đó biến mất không thấy đâu. Nơi đó có làn sóng chấn động, Thạch Hạo cảm thấy một luồng khí tức kỳ dị hơn cả lúc nãy nữa. Việc này khiến người khác run sợ. Hắn hơi do dự, sau đó thì vọt tới, đi về phía bên ngoài 3.000 tảng đá. Lúc này hắn nhìn thấy một vết nứt màu đen rất to đang xuất hiện ở trong hư không. Thứ này tựa như là một hẻm núi lớn, những thứ kỳ lạ khó hiểu đều xuất hiện ở trong khe lớn này. Cẩn thận đó, mấy người đang đứng ở phía sau hô lớn rồi nhanh chóng chạy tới. Thạch Hạo hít sâu một hơi, đồng thời bước về trước, đi lại gần vết rách hư không cực lớn kia để nhìn vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền trắng bệch cả mặt. Khi hắn nhìn thấy những thứ bên trong thì ngay lập tức nghĩ ngay tới một truyền thuyết. Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, trong lòng chấn động khó tả. Rút nhanh, các ngươi không nên tới, không được nhìn thấy nó. Thạch Hạo hét lớn, vẻ mặt đầy lo lắng, ngăn cản mọi người lại ở phía sau. Sau khi tới đây thì cả người Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, mạnh như hắn mà cũng cảm thấy như rơi vào trong hầm băng. Một luồng ý lạnh thấu xương sinh ra, đây cũng không chỉ là trên bản thân thể mà ngay cả trong lòng cũng là như thế. Một chiếc cổ thuyền màu đen nhuộm đỏ máu đang trôi dạt nơi đó. Thứ này lớn vô cùng, những bãi máu đỏ sậm động lại trên bong thuyền trông rất ghê tởm. Thứ này đang phiêu lưu trong hư không không có bến bờ xác định. Đây cũng là một kỳ cảnh, bên trong một vết rách hư không lại có một chiếc thuyền như vậy. Vẻ mặt của Thạch Hạo rất khó coi, không nghĩ rằng mình lại thấy những thứ này. Lúc trước khi rời khỏi bí cảnh Nguyên Thiên ở Ngũ Hành Châu thì Ma Huyết Quỷ Thần Thụ từng nói qua, khi vượt qua hư không thì có ba thứ khi gặp phải sẽ vô cùng kinh khủng. Một trong ba chính là chiếc cổ thuyền màu đen này. Từ trước tới nay trong ngàn tỷ sinh linh thì có mấy ai có thể thấy được, chỉ là một khi nhìn thấy thì mang ý nghĩa sẽ là tử vong. Dù là một vị lão giáo chủ mạnh mẽ nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tục truyền, bất kỳ sinh linh nào bước lên chiếc thuyền này thì đều không có một ai sống sót trở lại cả. Thạch Hạo, xảy ra chuyện gì thế? Ngươi làm sao vậy? Thanh Y hô lớn ở sau. Khi thấy hắn tựa như hóa đá, đang đứng ở nơi đó thì lộ vẻ nghi ngờ. Đừng nên hỏi, đi mau đi. Thạch Hạo truyền âm giúp cho bọn họ nhanh rời đi, đi càng xa càng tốt. Mấy người ngờ vực không thôi, thế nhưng cũng không hề nghi ngờ tính chất nghiêm trọng trong lời nói của hắn. Mấy người chỉ biết cứng họng vừa rút lui vừa nhìn về phía 3.000 con đường cổ kia mà thôi. Bọn họ đứng trên con đường đá cách rất xa nơi đó, vết rách hư không vô cùng to lớn, nó cứ như là một con thú khổng lồ đang há cái miệng đen ngòm của mình khiến người khác run sợ. Một mình Thạch Hạo đứng ở nơi đó, thân thể căng cứng tựa như rơi vào trạng thái cực kỳ khẩn trương. Chiếc thuyền này quá lớn, phải dài tới mấy trượng, toàn thân thuyền có màu đen
đầy cổ xưa cùng với vẻ thê lương lạ kỳ không biết đã tồn tại bao năm tháng nữa. Thạch Hạo muốn rút lui thế nhưng lại phát hiện chân mình không tài nào nhấc lên nổi. Hắn như bị chiếc thuyền cổ kia giam cầm và cũng có xu hướng bị hút tới. Thạch Hạo dùng hết sức chống lại hòng thoát khỏi lực hút kéo này, thế nhưng lại phát hiện rằng sức lực của bản thân nếu so sánh với chiếc thuyền cổ màu đen này thì chẳng đáng để nhắc tới. Sau đó hắn tựa như là sao băng nhằm về phía cổ thuyền kia, nguồn sức mạnh quá lớn đã bắt giữ lấy hắn. Hư không trống trải, rộng lớn khôn cùng. Bên trong khe lớn đen, chiếc thuyền cổ trường tồn kia chẳng hề có chút thanh âm gì, nó chẳng hề có chút sóng sinh mệnh, nó cũng chỉ là vẻ tĩnh mịch cùng với những dấu tích của năm tháng đầy loang lổ. Rầm, tiếng trung vang trời truyền tới, Thanh Hạo bị cuốn tới rồi nện mạnh lên trên bon thuyền. Cú va chạm này khiến cho hai tay của hắn u vang không thôi. Nếu nói về mức độ cơ thể của hắn thì tay không có thể giết chân thần, thế nhưng giờ lại đau nhức khó tả, đổi lại là người khác thì chắc chắn đã trở thành thịt nát rồi. Tốc độ vừa nãy quá nhanh, tựa như sao chổi từ vực ngoại va chạm mạnh xuống mặt đất rồi bùng phát ra vụ nổ kinh thiên. Thạch Hạo đứng dậy, thân thể cũng không tính là bị thương, chỉ là bị khí huyết chấn động mà thôi. Lúc này hắn đánh giá bốn phía, sương mù tràn ngập khắp thuyền cổ, mù mịt mờ ảo khắp nơi. Thân thuyền cũng không biết được làm từ chất liệu gì, tựa như kim thạch nhưng cũng như cổ mộc kỳ dị, khi gõ lên thì lại vang lên những tiếng leng keng không cách nào phá hủy được. Hắn đứng trên thuyền, bon tàu rộng lớn không cách nào nhìn thấy phần cuối, khi một sinh linh đứng ở giữa thì tựa như là một hạt bụi đầy nhỏ bé. Trong nội tâm của Thạch Hạo đầy vẻ kinh ngạc cùng với cảm giác mới mẻ, lại bước chân lên chiếc thuyền này. Từ xưa giờ gần như những người nhìn thấy nó đều chết cả. Bây giờ hắn vừa bước ra bước kia tu ra một luồng tiên khí, sở hữu thực lực chấn động cả thiên cổ, kết quả lại tới nơi này, vậy bất hạnh tới cỡ nào chứ? Ta sẽ chết ở đây sao? Hắn lẩm bẩm. Sau đó Thạch Hạo mở thiên nhãn, phù văn màu bạc trong con ngươi hình thành rồi xuất hiện hoa văn màu vàng đầy rạng ngời. Hắn liếc mắt nhìn khắp chiếc thuyền lớn này, đột nhiên hai mắt hắn trở nên đau nhói, hào quang đỏ đậm kia như muốn đâm mù hai mắt hắn vậy. Đó chính là hàng loạt vũng máu trên bon thuyền. Những vũng máu này cách Thạch Hạo tới mấy trăm dặm, thế nhưng bên trong những vũng máu này lại ẩn chứa phù văn thần bí và cổ xưa, có thể làm thương tới thiên nhãn. Thạch Hạo lạnh toát cả người, máu này là của sinh linh nào, từ vạn cổ tới giờ mà cũng chẳng hề khô cạn, trái lại còn tạo ra sức chấn động kia và ẩn chứa sinh cơ và phù văn. Muốn quan sát thứ này thì cũng không thể, có một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó, có rất nhiều vết máu dính lên trên thân thuyền, nơi ấy lượn lờ một tầng sức mạnh đầy bí ẩn khó lường. Thạch Hạo không thể rời khỏi thuyền cổ này, chỉ cần bay vút lên trên trời cao thì sẽ bị kéo mạnh xuống dưới, nhưng lại có thể cất bước trên bon thuyền hoạt động vẫn bình thường. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, nhìn về phía trước, hắn lại gần một nơi dính máu, khi tới gần trăm dặm thì lại có thể quan sát được. Máu này kinh khủng thiệt, hắn rất muốn lấy một chút để nghiên cứu xem rõ nó là thứ gì, ẩn chứa phù văn ra sao, thế nhưng cũng đành từ bỏ. Hắn cảm thấy loại máu này có thể giết những sinh linh mạnh hơn hắn rất nhiều lần, chỉ cần hành động bậy bạ thì chắc chắn sẽ phải chết. Quả nhiên sau khi lăn quanh vũng máu này một vòng thì hắn nhìn thấy một bộ xương khô không ra hình thù gì, một nửa thân thể thì bị đốt cháy hóa thành tro tàn, còn nửa còn lại chẳng chút tổn hại gì. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, khung xương này có màu vàng kim nhạt, chắc chắn là một sinh linh cực kỳ mạnh mẽ, có thể người này muốn lấy cổ huyết cho nên đã tử vong. Quả nhiên cũng có người đi nhầm tới nơi đây. Hắn tiếp tục tiến tới, cẩn thận dùng thiên nhãn để thăm dò, cuối cùng thì nhìn thấy chỗ bị hư hại trước cổ thuyền này thì nhanh chân lại gần, đồng thời hắn cũng cảm nhận được khí tức vô cùng kinh người. Nơi khu vực đó, bon thuyền lại gặp ghềnh lồi lõm, tựa như gặp phải một đòn vô cùng nghiêm trọng. Bên trên có những vết tích, có những lỗ kiếm từng có đại chiến diễn ra. Chỉ trong nháy mắt thì Thạch Hạo chợt sởn cả tóc gáy. Thông qua những lỗ thủng trên vết tích này thì tựa như một luồng sát khí kinh thiên ép tới, khiến hắn cảm nhận được vẻ điên cuồng cùng với chiến ý dữ dội, khẳng định là cao thủ cái thế lưu lại. Những vết tích mà bọn họ chiến đấu vẫn không hề bị xóa nhòa, những khí tức khó tưởng tượng được vẫn lan truyền vượt qua thời không xuất hiện nơi này. Không chút tiếng động, chùm lửa trong cơ thể của Thạch Hạo chợt xuất hiện, nó tỏa ra ký hiệu óng ánh tựa như là một chiếc gương không ngừng chiếu rọi toàn bộ những vết tích này. Thạch Hạo kinh ngạc, thế nhưng lại im lặng như tờ, lẳng lặng đứng nhìn. Sau đó không lâu, ánh lửa thần bí kia lại quay về trong cơ thể của hắn, từ đó chẳng còn chút động tĩnh gì nữa. Thạch Hạo lần nữa rời đi, đã không thể rời khỏi thuyền cổ đen thì hắn cũng chẳng bận tâm nữa. Hắn muốn xem thấu đáo mọi ngọn ngành, đây là thứ gì. Thạch Hạo đi quanh nó một vòng, càng nhìn càng giống vải nước, nó tựa như là những bồn chứa nước mưa trên con thuyền thường hay ra khơi. Hắn thực sự không hiểu rõ cái vải nước này có lợi gì, cổ thuyền này muốn đi tới đâu, chiếc thuyền cổ này mạnh như vậy thì cần phải một vải chứa nước mưa không. Thạch Hạo dùng hết khả năng thần thức tỏa ra để tìm hiểu bên trong chiếc vải nước này có thứ gì. Có thể là hắn không cách nào nhấc được thứ này lên khỏi mặt đất, không thể bay lên trên, thế nhưng thần thức lại có thể, bất quá khoảng cách cũng không quá cao, đồng thời cũng cảm giác vô cùng đau nhức tựa như là đao cắt vậy. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác đau nhức này, thần thức vượt lên chiếc vải nước to lớn như núi kia rồi sau đó nhìn vào bên trong. Lập tức hắn cảm thấy khiếp sợ, huyết dịch tràn đầy bên trong thế nhưng lại có màu vàng ẩn chứa phù văn, tựa như là hồ nước đang dao động vô cùng kinh người. Trời ạ, Thạch Hạo khẽ thốt lên, là máu của sinh linh nào mà lại dùng một cái vải lớn như vậy để đựng, quá kinh người. Đương nhiên quan trọng nhất chính là sự đáng sợ của dòng máu vàng này, thần thức một khi tiếp cận thì tựa như muốn đốt cháy, không thể nào thăm dò vào sâu hơn được nữa. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo nghĩ tới rất nhiều thứ khiến tâm thần của bản thân rối loạn, nếu chỉ liên tưởng so sánh đơn giản như kia thì quá đáng sợ. Đi tiếp mấy ngàn dặm thì hắn nhìn thấy nhiều chỗ đáng sợ trên bon thuyền này, sau đó không lâu thì hắn phát hiện được một đoạn sừng to như một ngọn núi nhỏ, toàn bộ trong suốt lấp lánh, chỉ là nó nằm ngang nơi đó và dính đầy máu. Hình dáng của chiếc sừng này rất kinh người, như là sừng hươu và lại như là một đoạn sừng của chân long. Thạch Hạo thèm thuồng, nếu là sừng rồng thì sau khi thu lấy về sẽ có giá trị kinh người tới mức nào.
nào. Thế nhưng hắn không có cách nào tiếp cận được chiếc sừng kia, tuy rằng bị gãy thế nhưng vẫn có ký tức sinh mệnh. Phù văn tự mình lưu chuyển nên có thể giết tất cả những người chạm vào. Chỉ biết nhìn chỉ bảo chứ không hề có một chút biện pháp nào, khiến cho Thạch Hạo khó chịu. Vật này quá là lợi hại. Theo như suy đoán của hắn thì chiếc sừng này có thể là do chân long thần huyết lưu lại. Một khi luyện thành bảo cụ thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những binh khí mạnh nhất thượng giới. Bồi hồi lúc lâu thì hắn cũng chỉ biết chọn cách rời đi. Tế đàn, bỗng dưng Thạch Hạo phát hiện sau khi đi hơn 10.000 dặm và đi tới bên bon thuyền của chiếc thuyền cổ thì lại phát hiện ngực tế đàn. Thứ này đen thui và có khắc rất nhiều hình vẽ cổ xưa. Những hoa văn này rất rườm rà và đồng thời che kín những vết đao mũi kiếm. Hiển nhiên nơi đây đã xảy ra chiến đấu. Một lần nữa, ngọn lửa trong cơ thể hắn lại xuất hiện và chiếu rọi toàn bộ nơi đây. Thạch Hạo dọc theo thềm đá to lớn kia không ngừng bước lên và đang lâm lên tòa tế đàn to lớn còn hơn cả núi này. Ở đỉnh tế đàn còn có một cái ao, bên trong là chất lỏng năm màu tựa như sự trắng lấp lánh tỏa ánh hào quang. Cũng là huyết dịch. Thạch Hạo rùng mình sau khi phân tích kỹ lưỡng thì hắn xác định khẳng định này là đang thờ cúng ư. Hắn không dám mở thiên mục bởi vì hắn sợ những phù văn mình tạo ra sẽ khuấy động sát cơ trong huyết dịch năm màu kia. Hắn chỉ bình tĩnh quan sát. Thế nhưng dù là thế thì vẫn cảm thấy dị thường. Tế đàn này truyền ra âm thanh ầm ầm, bên trong chất lỏng năm màu xuất hiện một cảnh tượng kinh người, loáng thoáng còn có cả âm thanh truyền ra. Hắn nhìn thật chăm chú, tinh thần tập trung cao độ, đó cũng không phải là ảo giác mà là càng ngày càng rõ ràng. Giết! Đột nhiên hắn nghe được tiếng kêu giết đầy trời, huyết dịch năm màu kia xuất hiện sóng lớn tựa như là đại dương dập dềnh, những hình ảnh mơ hồ dần dần hiển hiện ở bên trong. Đó là một ngôi thành to lớn cổ xưa, còn có chiến trường mênh mông vô ngần, tiếng kêu giết rầm trời, cường giả nơi nơi, từng người mạnh tới mức không cách nào có thể diễn tả được. Thành trì ấy vô cùng vững chắc, vắt ngang biên hoang, lớn tới mức khó tin, tựa như một thế giới. Chiến trường kia có sóng sức mạnh tối cao nhất của thần đạo, có phù văn vọt lên đủ khiến trời cao đều rơi xuống. Chiến đấu đó rất kịch liệt, không thể nào tưởng tượng được. Sau đó hắn nhìn thấy mấy người đang đỡ lấy nhau, bóng người đứng dưới ánh tà dương đang nhằm về phía hoàng thành khổng lồ nơi biên hoang kia. Thương thế của từng người đều rất nặng, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dưới ánh chiều tà, thân thể của bọn họ dường như cao lớn tới lạ thường, cũng không phải là vì thương thế mà biểu lộ vẻ suy yếu, ai cũng đều có một loại ký tức cái thế. Bảy người cứ như là bảy vị vương vô địch, cứ thế đỡ lấy nhau, đạp lên vô số thi thể để trở lại thành lớn hồng trấn thủ nơi đây. Sau đó không lâu lại có vô số sinh linh đánh tới, ký tức đều là thần đạo chí cao, cứ như là đã bất hủ, cơ thể xuất hiện ánh sáng đầy đáng sợ. Bảy người cả người đều là máu, to lớn cực kỳ, bọn họ đứng trên đầu tường ngửa mặt hét đầy giận dữ, lần nữa lại lao ra giết thẳng về vô số địch thủ kia. Mà ở trong thành thì có rất nhiều người quần áo lam lũ, có ông lão da bọc xương, còn có thiếu niên ốm yếu, có những trẻ em mặc những bộ y phục bằng da thú chóc vá, tất cả đều đang đứng trên đầu tường mà muốn tham gia cuộc chiến. Và lúc này tâm thần của Thạch Hạo chấn động bởi vì hắn nhìn thấy thánh quang nơi trán của những người này đang chiếu rọi ngút trời, tất cả hợp lại cùng với nhau và đánh tan mây trời, đâm thủng thương khung. Hoa văn ấy tựa như là chữ tội, trong lòng Thạch Hạo hiện lên luồng bi thương. Đây không phải là chữ tội và đây chính là vinh quang. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn cũng sôi trào cả tội huyết, xương trán phát sáng, dù là âm thanh đang đánh tan mây xanh cũng có thể nghe thấy. Chúng ta không phải là tội nhân, máu đang chảy trong cơ thể của chúng ta là không hề dơ bẩn, đó chính là vinh quang, ghi lại những huy hoàng và công lao đã từng có. Tổ tiên của chúng ta không phải là tội huyết, lâu nay vẫn chinh chiến ở đây để giữ vững thiên địa, tự đoạn đường lui, bọn họ vẫn không ngừng huyết chiến trấn thủ biên hoang. Những thứ này cứ như vẫn còn văng vẳng bên tai, nỗi lòng Thạch Hạo vô cùng chấn động. Biên hoang, đó là biên hoang sao? Nó ở nơi nào? Sẽ có một ngày ta sẽ giết tới đó. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, huyết dịch năm màu phát sáng, cảnh tượng ở bên trong dần mơ hồ đi, thi thoảng hắn có thể nhìn thấy được một vài hình ảnh. Một trong bảy đại vương giả kia đã ngã xuống một người, sao trời đều mờ ảo cả. Chúng ta đang chiến đấu, tuy nhiên thiên địa đã bị phong tỏa, thế nhưng không thể kiên trì nổi nữa. Người tới sau đâu? Minh Ước. Đó chính là âm thanh của sáu đại vương giả còn sót lại. Bóng hình cẩu bọn họ to lớn, cả người đầy máu, vết thương khắp nơi, chiều đỡ lẫn nhau, bên dưới ánh chiều tà trông có vẻ vô cùng thê lương. Các vị ở nơi nào? Biên hoang ở nơi đâu? Lời nói của hắn run rẩy. Minh Ước, lẽ nào là Minh Ước của Thái Cổ ư? Hắn nghĩ tới Minh Ước mà mình từng nghe được ở Thiên Nhân tộc. Hắn không biết mọi ngọn nguồn ra sao, thế nhưng lại có thể nghe được hai chữ Minh Ước. Cuối cùng sóng lớn nơi tế đàn kia thu lại và Thạch Hạo nhìn thấy hình ảnh cuối cùng nơi ấy. Một chiếc cổ thuyền màu đen đang vượt qua biên hoang và mang theo máu tiến vào trong vết rách hư không cực lớn kia. Chiếc thuyền này, Thanh Hạo run rẩy, tâm tình nặng nề, là khởi nguồn của sự kỳ lạ và không rõ ư? Chiếc cổ thuyền lại có lai lịch kinh người lại xuất hiện như vậy, là tốt hay là xấu? Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Các bạn thấy đó thế nào? Đừng quên để lại ý kiến trong phần bình luận nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.